dịch bệnh COVID-19 diễn ra căng thẳng, bệnh nhân COVID-19 ngày một tăng nhanh, hàng nghìn F0 trên địa bàn thành phố đang được cách ly, điều trị tại nhà. Điều này giúp giảm tải áp lực cho tuyến y tế cơ sở. Tuy nhiên, cũng đặt ra vấn đề mới cho mỗi địa phương, đó là vấn đề thu gom rác thải sinh hoạt của các F0. Bởi lẽ, đó là một trong những nguồn lây nhiễm cao, cần thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. Về quy trình xử lý thu rác F0 tại nhà thì với công ty môi trường đô thị thì thực hiện theo văn bản 01 ngày 6 tháng 1 năm 2022 của Ủy ban thành phố đã có cái phương án và quy định cụ thể về cái việc mà thu gom rác thải y tế cách ly tại nhà. Phòng y tế của quận là mở một cái lớp gọi là tập huấn cho cán bộ công nhân viên của công ty môi trường để thực hiện các cái công việc thu rác F0 tại các cái gia đình và cách ly tại nhà. Theo ước tính, tổng khối lượng chất thải sinh hoạt hiện nay được tiếp nhận xử lý hàng ngày trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 6.500 tấn trên ngày đêm. Tổng khối lượng phát sinh ước tính khoảng 7.000 tấn trên ngày, tập trung tại hai khu xử lý chất thải Nam Sơn và khu xử lý chất thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây. Được biết, hiện nay rác thải của các F0 điều trị tại nhà đang được thu gom như là rác thải sinh hoạt thông thường. Nhiều người dân chưa được hướng dẫn cách ly, phân loại xử lý rác thải của F0 tại nhà. Đặc biệt, một số người dân vẫn có tâm lý chủ quan trong việc này. Điều này đã và đang trực tiếp làm phát tán virus ra môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của những người công nhân vệ sinh môi trường. Nói chung là cũng vất vả nhưng mà thôi, bây giờ phải cố gắng mới làm nào em. Bây giờ hầu hết là các tổ nào cũng có người F0, nên là bọn chị bây giờ phải tăng cường hết, từ ca đêm, ca ngày vẫn tăng cường cho nhau để hỗ trợ nhau để làm ấy. Vì là bây giờ khi F0 thì mình đi từng nhà một, đi từng cầu thang một, thời tiết nóng nực này, bọn chị mặc bộ này cũng nóng lắm. Nhưng hôm nào rét thì không sao, nhưng mà nóng lực này à, mặc xong là mồ hôi toát ra. Thì cũng khó khăn ở cái chỗ là vấn đề là nhiều khi mình đến mình gõ cửa, họ còn hỏi mình là ai, đến gõ cửa nhà tôi làm gì. Thế thì mình cũng trả lời là tôi là bên lấy rác F0 của phường, thì mở cửa cho tôi lấy rác. Phân loại rác thải thì như ở nhà mình thì tất cả những cái đồ liên quan đến có thể, ví dụ những cái dịch có thể, ví dụ như là khẩu trang này, rồi thì những cái thiết bị ví dụ như là vỏ thuốc, khẩu trang, vỏ thuốc, các loại thuốc sử dụng hàng ngày thì mình sẽ cho vào túi. Khi cho vào thì mình cũng có xịt cồn để xịt khuẩn. Sau đó thì buộc lại và để trong nhà. Khi nào mà có bên môi trường và các chị đến lấy thì mình sẽ chuyển túi cho các chị. Có thể nói, việc hướng dẫn quản lý phân loại thu gom rác của các F0 đang điều trị tại nhà là việc làm rất cần thiết. Khi mà hiện nay, Hà Nội có hơn 98% F0 đang điều trị tại nhà. Cho nên, công tác thu gom xử lý rác thải từ các F0 lại càng phải quản lý chặt chẽ, sát sao hơn. Vậy xử lý rác thải của các F0 như thế nào để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch hiệu quả là câu hỏi mà nhiều người dân hiện nay đang quan tâm.